Tử vi về ngày 18 tháng 1 âm lịch Mậu Thân. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi của 12 con giáp trong ngày 18 tháng 1 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Về ngày 18 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 18 tháng 1 năm 2021 âm lịch tức ngày 1 tháng 3 năm 2021 dương lịch là ngày Mậu Thân tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Ngày Mậu Thân thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Bính Ngọ và tuổi Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn hành thủy cục, xung dần, hình hợi, hải hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Các tuổi bị xung khắc là tuổi Canh Dần và Giáp Dần. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra, còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 18 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp mậu dương thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Phương diện tài lộc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay may mắn là vẫn khá tốt, dù lương thưởng không nhiều như tuổi Tý kỳ vọng nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính sao cho hợp lý. Bản mệnh cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư để tiền bạc được sinh sôi, nảy nở. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, thân, tý, thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. May mắn trong ngày có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh. Đây đều là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Các thần quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chân khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình xuyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần xương mộc gặp mậu dương thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình xuyên, nếu không cẩn thận, sẽ dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết. Khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc.
Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp mộc dương thổ là chính tài, nghĩa là vị thần khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, tuổi Mão cũng cần chú ý các ngày này có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung tinh gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Khuyên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp mậu dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày Mậu Tuất tuổi Thìn có cát thần là Thái Cực, đây là ngôi sao chủ về thông minh. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm Thái Tuế. Người xưa có câu Thái Tuế vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ Thái Tuế đào đền hướng. Không những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải thị phi không cần thiết, làm phần lòng những người xung quanh. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đỏ mệnh, là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Vậy nên thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc hoặc cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ âm hỏa gặp mậu dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bên cạnh đó còn có hung tinh kinh dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật, tránh xa tuyệt đối những lời mời nhờ vả liên quan đến giấy tờ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày Mậu Tuất, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân và thái cực đóng mệnh, đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu được những ngôi sao này chiếu mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Ngoài ra, tuổi 40 cũng cần chú ý ngày này có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung tinh, ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp và tài lộc, nhưng gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân xương kim gặp mậu xương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày này, có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hanh thông. Không những thế, vẫn còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để kỵ tà, hóa giải, ma tanh, để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp mậu dương thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu. Nếu có cơ hội, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn. Đồng thời gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất.
Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, nhưng hãy nhớ, vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn còn có Cát Tinh, Mã Tinh và Thái Cực đồng mệnh, đây đều là những Cát Tinh chủ về tài lộc. May mắn, gia chủ, tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt. Trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung của Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy và kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng cần chú ý các ngày có kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung tinh, đây là hung thần, gây ảnh hưởng lớn, tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong thời điểm này, các gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi ngày 18 tháng 1 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.